dân mạng Thái Lan bực tức vì không ngờ thành tích giáo dục của Việt Nam lại vượt trội hơn Thái Lan nhiều lần tới như vậy. Xin chào các bạn đã trở lại với Nam Yêu Tổ Quốc. Các bạn thân mến, theo đó một kênh YouTube của Thái Lan đã cho đăng tải video với tiêu đề Trẻ em Việt Nam có cơ hội du học tốt nhiều nhất ở ASEAN, hơn 4 lần so với Thái Lan. Do một vlogger Thái Lan chuyên về phân tích các vấn đề về xã hội đã đăng tải lên nền tảng YouTube vào mấy ngày trước. Video đã gây ra một làn sóng bực tức đến từ người dân Thái Lan vì họ không ngờ rằng nền giáo dục của Việt Nam lại tốt đến như vậy. Cụ thể nội dung như thế nào, mình sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Cha mẹ Việt Nam là những người có tầm nhìn dài hạn và đã đầu tư mạnh mẽ vào việc gửi các con cái đi du học. Theo thống kê, số lượng học sinh Việt Nam du học nhiều gấp 4 lần rưỡi so với Thái Lan, quốc gia đứng cuối cùng trong ASEAN về số lượng học sinh du học là Brunei. Theo UNESCO, tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc đã công bố thông tin về số lượng học sinh ở các quốc gia ASEAN đi du học. Theo đó, Việt Nam dẫn đầu với 137.022 học sinh, đứng thứ hai là Indonesia với 59.244 học sinh, tiếp theo là Malaysia với 48.810 học sinh, Thái Lan là 28.609 học sinh, và sau đó lần lượt là các quốc gia Philippines, Singapore, Myanmar, Lào, Campuchia và cuối cùng là Brunei. Sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam là con số rất lớn, với tỷ lệ gấp 4,5 lần. Cha mẹ Việt Nam không chỉ gửi con cái đi học xa mà còn ưu tiên gửi tới những quốc gia phát triển cao, có hệ thống giáo dục tiên tiến. Năm quốc gia hàng đầu mà học sinh Việt Nam du học là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc và Canada. Sự đầu tư vào giáo dục ở nước ngoài của các gia đình Việt Nam có nhiều lý do. Với nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, khả năng ngôn ngữ và sự thích nghi với môi trường học tập quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam cũng là một lợi thế. Điều này được củng cố bởi các quỹ giáo dục như Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF do chính phủ Mỹ thành lập, cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, việc đầu tư vào giáo dục quốc tế sẽ tiếp tục mang lại lợi ích to lớn cho các thế hệ tương lai của đất nước. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung mà vlogger này đã truyền tải tới người dân Thái Lan. Vậy họ đã có phản ứng như thế nào? Các bạn hãy cùng mình theo dõi tiếp sau đây và đừng quên nhấn like để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người dân họ có chất lượng, họ phát triển con người trở nên tài giỏi, kết quả học tập của Việt Nam tốt hơn Thái Lan, phản ánh rằng người Việt Nam giỏi hơn người Thái. Cơ hội phát triển đất nước trong tương lai của Việt Nam cũng tốt hơn Thái Lan. Chúng ta không nên chủ quan nghĩ rằng chúng ta phát triển hơn, có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, có nhiều tàu điện hơn, có nhiều đường nhựa hơn. Những thứ này có thể xây dựng được trong thời gian ngắn, nhưng một dân số có chất lượng thì phải mất nhiều thập kỷ để xây dựng. Việt Nam sẽ trở thành một nguồn lực con người đáng gờm, đa số dân số còn trẻ và có giáo dục tốt, đưa đất nước đi xa hơn nữa. Nhìn lại đất nước của chúng ta, đang chuẩn bị bước vào xã hội già hóa. Công chức thì làm việc chỉ để ăn lương ngày qua ngày vì nghĩ rằng lúc già sẽ được nghỉ ngơi thoải mái. Giáo dục thì không bao giờ phát triển, học sinh vẫn đánh nhau, thầy cô một số vẫn ngồi chơi mạng xã hội. Nếu muốn có nền giáo dục tốt, chỉ có cách là phải giàu. Đó là thực trạng của Thái Lan. Phần lớn trẻ em Thái Lan không thích học, không những thế còn làm phiền những bạn học chăm chỉ học tập. Điều này trực tiếp làm suy giảm khả năng và tiềm năng phát triển của quốc gia. Mới hôm trước, khi xem tin tức, tôi thấy rằng số lượng trẻ em Thái Lan bỏ học giữa trường đang ngày càng tăng. Hiện tại đã lên đến 1 triệu em. Trong khi đó, trẻ em Việt Nam cũng có tình trạng bỏ học giữa trường, nhưng số lượng rất ít. Nhìn vào xu hướng này, chúng ta có thể hy vọng rằng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giống như cách Singapore và Estonia đã làm. Hiện nay, có hơn 20.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học Đài Loan trong lĩnh vực chế tạo và phát triển vi mạch. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư của thế hệ trẻ Việt Nam vào công nghệ cao và các ngành công nghiệp tiên tiến. Ở Thái Lan, có những khủng long đang kiểm soát nền giáo dục. Chính vì vậy, các em nhỏ không muốn học, vì những khủng long này chỉ tạo ra các chương trình học cũ kỹ và lạc hậu trong hệ thống giáo dục. Việc xem YouTube và tự học còn mang lại nhiều kiến thức hơn là lãng phí thời gian ngủ trong lớp. Người Thái cần có tính kỷ luật, chăm chỉ, kiên nhẫn và tiết kiệm. Hãy chú tâm vào việc học, đặc biệt là tiếng Anh. Có thể học trực tiếp với các giáo viên ở Thái Lan với giá không đắt, chỉ 999 baht. Tuy nhiên,
cần phải chọn những giáo viên tốt và có khóa học ngắn hạn để không tốn kém. Mỗi tháng học một lần, tổng cộng là 10 lần, mỗi lần 2 giờ. Bạn cũng có thể tự học bằng cách sử dụng mạng xã hội để luyện nghe và nói nhiều hơn. Sau đó, hãy luyện đọc và viết. Và cố gắng ghi nhớ càng nhiều từ vựng càng tốt. Cảm ơn. Thái Lan nên ưu tiên giải quyết vấn đề ma túy trước tiên, vì hiện nay trẻ em bị nghiện ma túy rất nhiều, và điều này dẫn đến các vấn đề gia đình tan vỡ. Cha mẹ khó khăn trong việc kiếm tiền, còn người giàu thì có thể gửi con ra nước ngoài học. Nhưng người Thái thì kiếm đâu ra tiền để gửi con đi nước ngoài học. Ngay cả việc kiếm tiền để trả tiền nước, tiền điện, tiền ăn đã rất khó khăn rồi. Gửi con vào các trường học danh tiếng trong nước với học phí hàng trăm nghìn bạt cũng không làm nổi. Thái Lan có nhiều người nghèo đến mức học trong nước còn gần như không có tiền để học, vì chính phủ Thái Lan lại khuyến khích người nước ngoài vào học và sử dụng thuế của người dân Thái thay vì đầu tư cho người Thái. Tại sao Đảng Cộng sản Lào không học hỏi mô hình phát triển con người, phát triển quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam? Hàng năm, họ tổ chức các hội nghị lớn giữa Lào và Việt Nam, nhưng nhìn chung, Việt Nam và Lào khác nhau như trời và vực. Nếu Việt Nam tiếp tục phát triển theo đà này, chắc chắn sẽ vượt qua Thái Lan, vì mỗi năm có gần 30.000 người Việt Nam du học tại Mỹ. Điều này tương tự như Hàn Quốc trước đây, khi Mỹ cấp nhiều học bổng cho Hàn Quốc đi du học. Trong khi đó, Thái Lan chỉ có vài nghìn người đi du học. Học sinh Thái Lan phải dậy sớm để xếp hàng chào cờ. Thực sự thì việc này rất mệt mỏi và buồn ngủ. Khi bắt đầu học đã là 8 giờ 40 phút sáng, trong thời gian học trực tuyến khi dịch Covid-19 bùng phát. Tôi nhận ra rằng việc được dậy từ lúc 7 giờ đến hơn 8 giờ là rất tốt. Bình thường, bài tập về nhà cũng rất nhiều, khiến học sinh phải thức khuya. Cả công việc nhóm, dự án nghiên cứu thực vật học cũng làm mất thời gian học. Giáo viên không dạy kịp, chương trình học quá nhiều. Có những môn học sinh không giỏi, không phải ước mơ hay nghề nghiệp tương lai của họ, nhưng vẫn phải học tất cả. Nói ra thật buồn. Bây giờ tôi 33 tuổi, tôi luôn nghĩ rằng nền giáo dục Thái Lan chưa bao giờ phát triển. Vì gần như mọi thứ vẫn như cũ từ khi tôi còn là học sinh. Chỉ có các tòa nhà là thay đổi. Hệ thống giáo dục thực sự không bao giờ thay đổi. Tôi cảm thấy rằng hệ thống giáo dục kiểu Thái Lan giống như cố gắng dạy kỷ luật nhiều hơn là dạy kiến thức thực sự. Và giáo viên luôn đúng. Tôi rất ngưỡng mộ việc Việt Nam sản sinh ra những người tài năng là động lực để phát triển đất nước. Trong tương lai, Việt Nam có lẽ sẽ không phải mệt mỏi với việc thu hút nhân tài từ nước ngoài. Thái Lan đứng đầu thế giới về thời gian học tập, nhưng điều này lại làm cho học sinh mệt mỏi và không muốn học. Chất lượng giáo dục Thái Lan đang suy giảm, các cơ quan cấp trên luôn tìm cách nâng cao chất lượng học sinh, sau đó triển khai xuống trường học mà không biết rằng chính những hoạt động này làm giáo viên không thể dạy học. Thực tế, nếu muốn có chất lượng, cấp trên chỉ cần để yên, không can thiệp và để giáo viên được dạy thực sự. Đừng đưa ra quá nhiều chính sách khiến giáo viên phải học hành, đánh giá liên tục như hiện nay. Thường thì giáo viên chỉ dạy được thoải mái trong khoảng 1 tháng đầu kỳ học. Sau đó, các công việc chính sách cản trở việc dạy học sẽ tới dần và làm giáo viên bận rộn đến hết kỳ học. Chính những công việc này làm giáo viên không thể dạy học sinh trọn vẹn. Không làm thì không được, chỉ tập trung dạy mà không có thời gian làm công việc chính sách cũng không được. Cuối cùng, giáo viên phải bỏ rơi học sinh để làm những công việc chính sách đó. Nhiều lần giáo viên phải họp cùng nhau, bỏ rơi học sinh. Hãy nghĩ đến những giáo viên quyết định từ chức vì cho rằng công việc giáo viên ở Thái Lan chỉ toàn giấy tờ vô nghĩa. Họ nói đúng và đó là sự thật không thể thay đổi. Môi trường học có lượng giấy tờ nhiều hơn cả một văn phòng huyện. Đây là công việc của giáo viên, khác với các cơ quan khác có nhân viên chuyên trách. Giáo viên phải làm tất cả, quản lý tài sản, tài chính, bảo vệ, quản lý dự án, y tế, tâm lý học, thống kê. Tôi đã từng nghiên cứu các nước có nền giáo dục tốt. Các cơ quan khác hỗ trợ trường học như bảo vệ, lính cứu hỏa, tâm lý học, giáo dục học. Nhưng trường học ở Thái Lan thì ngược lại. Giáo viên phải giúp tổ chức địa phương, khảo sát hộ nghèo, kiểm tra răng cho trạm y tế. Các bạn thân mến, trên đây là phần bình luận của người dân Thái Lan khi nói về kết quả giáo dục của Việt Nam khi được so sánh là gấp 4 lần so với Thái Lan. Đa phần là họ đã chấp nhận kết quả này và họ cho rằng việc giáo dục đối với học sinh Thái Lan hiện nay không được chú trọng, có thể là do cách dạy của giáo viên Thái Lan đã không được cải thiện trong nhiều năm. Và các em liên tục bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là tệ nạn xã hội đã thúc đẩy nhiều học sinh Thái Lan phải bỏ học. Ngược lại, với những thành tích học tập của Việt Nam
thì chúng ta lại rất tự hào khi đứng đầu ASEAN về số lượng học sinh được ra nước ngoài đi du học. Đây được xem như là một thành tựu vô cùng to lớn của nền giáo dục Việt Nam. Và bây giờ, mình xin phép được kết thúc nội dung ở đây. Các bạn có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Nếu thấy hay, hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo trên kênh của mình. Thân ái và chào tạm biệt!